Xin chào các bạn, hôm nay đại lý Villa Sera Tuấn Đức chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn mẫu lavabo treo tường mang mã hiệu là VTL2, kết hợp với cái chân của nó là mang mã hiệu là BS502. Đây chân lửng của nó BS502. Thì cái bộ lavabo này á, là nó có cái giá là tốt nhất của Villa Sera. Thì theo tôi được nhận thấy thì nó cũng khá là đẹp mắt, và giá cả của nó thì cũng là phải chăng. Thì cái lavabo này cái chiều ngang của nó vào khoảng là tầm 50 cm, còn cái chiều từ tường đi ra là 43 cm, được một dạng lavabo tầm vừa, không có quá to cũng không có quá bé. Thì đây là cái lỗ thoát tràn của lavabo. Cái lỗ này có chức năng là giúp nó là thoát nước ra ngoài khi mà chúng ta để nước nó tràn lên. Đây là cái chặn xả, thì đây là chặn xả của Villa Sera, nó là chặn xả lật. Thì khi mà chúng ta mua lavabo thì nó sẽ chưa bao gồm cái chặn xả này, mà chưa bao gồm cái ống xả thải. Thì cái bộ chặn xả và ống xả thải nó khoảng tầm là 290.000 đó. Thì phần sứ của nó, những cái la này á, giá hiện tại bây giờ đang là giá gốc của nó là 800. Thì nó bộ này nếu mà quý khách liên hệ và đại lý Villa Sera Tuấn Đức chúng tôi sẽ có cái mức giá chiết xấu tốt hơn. Và cái vòi được kết hợp với cái lavabo này như trong showroom này thì nó mang cái mã hiệu là VSD 104. Thì cái mẫu vòi VSD 104 này á, thì nó là vòi nóng lạnh, hoặc là nếu mà chúng ta dùng vòi lạnh thì chúng ta có thể sử dụng sang các cái mẫu vòi khác. Tức là cái vòi nó sẽ không có liên quan đến cái lavabo, chúng ta muốn dùng vòi nào chúng ta ưng ý nhất. Thì nguyên tổng cái bộ của lavabo này nó khoảng tầm trên 1 triệu để đầy đủ bộ lắp đặt, thì nó cũng giá cả của nó cũng khá là hợp lý phải chăng. Thì hiện tại cái mẫu lavabo VTL2 BS502 này đang được trưng bày tại đại lý Villa Sera Tuấn Đức chúng tôi. Nếu quý khách mà có nhu cầu muốn liên hệ đặt hàng thì có thể liên hệ và số điện thoại ở bên dưới vì tận cùng video này, và cái có thể là truy cập vào website tdm.vn để đặt hàng trực tuyến. Xin chào, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm video.